Hey, xin chào tất cả các bạn, tôi là Đại Yellow và hôm nay là một video Elden Ring khác nữa. Trong video này thì mình cũng sẽ cùng các bạn khám phá khu vực Ainsworth River Main và phần nào đấy đã đóng lại toàn bộ khu vực Ainsworth River luôn. Sơ sơ là như thế ha. Rồi, như sao thì bây giờ bắt đầu thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ gặp lại một đối thủ tương đối quen thuộc phần nào đấy thì trong những video trước lần trước khi mà mình quay trở về phải quay trở về đến được Iso River thì các bạn cũng có nhớ con này mà hả, cái con nhìn như nửa người nửa bọ nửa quái vật ở phía trước. Rồi chúng ta sẽ cần né cái này ra. Rồi sau đấy thì chúng ta sẽ mò cho đến gần chỗ con này bằng cách đi qua bên đây. Không chạy kịp rồi. Vừa kịp. Oh, không kịp. Oh my goodness. Không đùa. Right, đến đây thì đơn giản hơn tí rồi. Chúng ta sẽ cho nó mấy cái GGS như thế này. Ồ, nó bị stun luôn kìa. Không đùa. Dễ không? Và sau khi hạ gục được xong con này thì phần nào đấy chúng ta cũng sẽ không cần lo về việc mất máu nữa. Cùng với đấy thì cũng có được xong Soulstone 7 luôn. Hay ho. Right, bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn rảnh rang để có thể lấy hết mấy cái hoa nâng cấp ở trong khu vực này. Và ngoài ra hình như là còn một cái Stone Sword Key và một cái phép triệu hồi nữa thì phải. Đợi xíu, chúng ta sẽ cố lấy hết. Mình sẽ cố lấy hết chứ không? Nếu mà theo thứ tự thì mình sẽ đi, mình không biết đi theo chiều nào là đúng. Cho nên là chúng ta cũng cứ đi hết vòng tròn ở đây đi ha. Rồi, và sau đấy cứ mang theo bờ tường ở bên trái như thế này thì dần dần cái bông hoa này mình không nghĩ nó sẽ có gì gọi là gây nguy hại cho mình. Là một cái Stone Sword Key đây, hay ho đó. Né cái đòn tấn công của con này ra, nhảy lên trên đây lấy thêm một cái Ghost Glove Ward nữa, và ở phía sau đây thì các bạn sẽ có được cái phép triệu hồi Clayman Ashes. Hay rồi, bây giờ thì chắc là không còn gì đâu hả. Mình sẽ dạo thêm một vòng nữa, cứ mang theo bờ bên trái và không sao. Right, ok. Và nếu mà không còn gì thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục đi đến cái khu vực được canh giữ bởi cái con, mình quên mất con đó tên là gì, Star Beast. Cái con có cái đầu lâu với hai cái càng ở phía dưới, ông ở phía trên chứ. Yes. Rồi, trên đây con cá này nè. Ở sau này, sau này không còn gì. Như vậy thì đây là cái cuối cùng. Né cái này ra. Rồi, sẽ đấy đi xuống dưới này. Và trong đây thì các bạn sẽ lại gặp thêm mấy con kiến nữa. Mày rất là phiền. Nhưng mà phần nào đấy thì bây giờ khi mà nhân vật của mình cũng đã được nâng cấp tương đối thì chắc là chúng ta vẫn giữ được. Hoàn toàn từ từ, mình sẽ trưởng thử. Như vậy tụi kiến ở đây cần tới hai phát GGS mới có thể hạ gục được. Mình đang có trang bị đúng rồi phải không? Trang bị như thế này là đúng rồi. Ôi, có thêm con nữa. Cái đế dược 95% cây máu của mình thật là khủng khiếp. Oh my goodness. Rồi, mình sẽ cẩn thận hơn tí. Chúng ta sẽ đứng từ xa và mình sẽ thử sử dụng một lần Loretta's Great Bow xem là mình có thể gây được bao nhiêu sát thương cho mấy con kiến cánh. Giỡn mặt tao hả? Ok, nhắm con này đi. Nếu mà Loretta's Great Bow thì có thể giật được chết tụi nó trong một lượt luôn. Hay dữ trời. Nice. Và không còn con nào mà phải không? Có vẻ như thế. Đổi lại GGS. Ui. Cái này là con kiến đầu bự mà mình và các bạn cũng đã gặp ở trong Deep Root Depths. Thử xem nếu mà một cái này. Trời ơi. Nó nguy hiểm quá. Khoan từ từ. Mình tưởng là nó sẽ quay trở về cho nên là chúng ta cũng có thể tranh thủ Loretta's Great Bow như này, nhưng mà có vẻ không phải. Right. Né cái này ra. Cái đó đâu đánh được tới chỗ của mình đâu mà phải không? Nếu mà nó giơ thêm lần nữa và để lộ cái phần thân, nó không chịu rồi.
Hồi nãy mình đang định là nếu mà nó giơ lên và tấn công mình như thế thì chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian tương đối nhé né né né. Thật ra cái đó cũng không gây được hơn bao nhiêu sát thương cả. Thậm chí không không biết có hơn hay không. Mình có cảm giác là hơn nhưng mà không hơn bao nhiêu. Well. Chúng ta cũng sẽ cùng một cái dùng cái GGS ở đây để kết thúc. What? Rồi. Giác rốt cuộc là cái đấy hơn mà phải không? Hay là mình bị ảo giác vậy? I don't know. Rồi, lấy mấy cái này. Rồi bây giờ đấy sẽ là đường để các bạn đi tiếp, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng khám phá khu ở dưới này trước ha. Ủa khoan, từ từ, đây mới là đường đi tiếp, như vậy là chúng ta cũng sẽ cùng đi về cái chỗ pha sáng hồi nãy. Chỗ này không còn gì khác, cho nên là chúng ta sẽ lấy cái glove ward ở đây và tiếp tục. Rồi, ở đây thì chúng ta cũng sẽ quay trở về Nox. Khoan từ từ. Mình sai rồi, mình sai rồi. Đây mới là cái chỗ mà mình cần đến. Như vậy là chúng ta sẽ khám phá cái đường kia trước. Xin lỗi các bạn nhiều. Man, thật ra cũng không tốn thời gian bao nhiêu mà không, mấy cái này cũng chỉ cách nhau có mấy bước thôi. Hay đó. Nếu như vậy thì cái đường này sẽ dẫn mình đến chỗ của cái con Star Beast gì đấy, cái con mà trưởng đá ấy. Mà lần trước mà mình có và các bạn có gặp khi mà chúng ta vào Isle River. Yeah. Thằng này đang làm gì thế? Ở bên đây sẽ có thêm một đứa nữa mà phải không? Có thêm nè. Rồi, con kia nó mình không biết là nó phát hiện ra mình chưa, đợi xíu. Nó phát hiện ra mình. Phải có cái nó bay sượt qua đầu mình luôn. Thật là khủng khiếp. Rồi, chúng ta cũng sẽ cùng né mấy cái này ra và thay vào đấy, quanh đây để lấy đồ. Rồi, leo lên trên đây. Khoan từ từ. My goodness, đứng ở đây không biết là có bị dính không. Ở đây mình nhắm được nè. My god, cái đấy không đủ xa. Yo. Ok, mình sẽ làm như thế này vậy. Trời ơi là trời. Yeah, không đùa. Rồi, chúng ta cũng sẽ cùng xuống dưới đây để lấy cái món đồ trên cái rương này. Đừng rớt xuống dưới đó nha, rất là phiền. Và thật ra mình đoán là nếu mà các bạn rớt xuống dưới đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể phù lên trên đây. Nhưng mà dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ có được Wing of Astel. Tụi này tên là Astel, yes, ok. Rồi, bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn lên lại cái dốc này để lấy cái món đồ mà hồi nãy chúng ta có thấy. Không phải dốc này, dốc ở trên nữa. Rồi. Smithing Stone 6 và đấy là tất cả. Bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn quay trở về cái đường kia thêm một lần nữa để đến được Nostella một cách chính thức. Chúng ta sẽ không bao giờ quay về chỗ này nữa ha. Wait. Right. Và đầu tiên thì mình cũng sẽ cùng khoan từ từ, ở dưới đây có lên được không nhỉ? Ở dưới đây. Một khi đã xuống đây là không quay lại được nữa. Wow, ok. Hồi nãy mình định nói là không chừng là chúng ta có thể kích hoạt cái Site of Grace này và sau đấy phù về đây, nhưng mà có vẻ không được. Đó lại dù sao thì ngồi nghỉ thôi. Rồi, bây giờ có hai đường, một là đi xuống dưới đây, hai là đi trên trên kia.
Wow, phải đi lên trên kia và đi lên trên kia và rồi rốt cuộc tí nữa mình cũng sẽ đi bên kia. Ở trên kia có một tấm màn sương, cái đấy không phải là ăn trộm đâu, đừng sợ. Tí nữa thì mình cũng sẽ cùng các bạn đến đó sau. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đi lên phía trên trước ha. Lấy cái này và tiếp tục. Mấy đứa ở xa như thế này thì chắc là một cái Great Bow là đủ chứ hả? Hai cái lận. Rồi có vẻ ổn. Dễ thương. Rồi tiếp 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 tiếp. Ở trong đây có thêm một đứa nữa nè. Không đùa. Ghê vậy. Bây giờ thì nó lại không né. Rồi chúng ta có được Anne's Skull Plate. Đây là một cái khiên, hình như là khiên nặng luôn ấy. Các bạn không cần bận tâm vào đâu xấu nữa. Cho nên chúng ta cũng sẽ cùng bỏ qua hết. Tiếp tục đi lên trên này. Úi. Nguyên một mớ này luôn. Chúng ta sẽ bỏ qua hết cái đám này đi ha. Rất là tào lao. May ra là mình sẽ úp. Né hết, né hết, né hết, né hết. Chúng ta sẽ đi thẳng vào trong đây và lấy cái món đồ được chứa trong cái rương này. Nhanh lên thôi. Ok. Rồi giờ chạy ra ngoài. Và giữ mạng. Chạy ra ngoài. Nguy hiểm quá. Chạy quanh đây. Trời 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 trời. Trời 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 trời. Và nếu mà các bạn đi vào cái đường nhỏ quanh cái tòa nhà này đến cuối thì chúng ta cũng sẽ có được một phép triệu hồi ở trong đây. Atreides. Và bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn tiếp tục đi lên phía trên. Hy vọng là đường của mình không bị bích. Rồi có vẻ ổn. Tiếp tục thôi. Ở trên đây sẽ có một con, nó chuẩn bị nhảy xuống nè. Úp, nó không nhảy xuống rồi. Rồi, ở trong đây. Úp, có một con đang trên. Có vẻ ổn không? Rồi, chúng ta sẽ có được Sumble Stone 7. Hay ho. Rồi, tiếp. Rồi ở bên đây không có gì mà phải không? Ồ, các bạn thấy cái trái banh đang lăn ở phía xa mà phải không? Nếu mà chúng ta có thể kiếm được một cái chỗ nào đấy tương đối xa như thế này thì mình có thể. Oh no! Nó bị khựng lại rồi. Hên hên hên. Mình nghĩ là nó cán qua mình thì mình sẽ chết luôn ý. Không đùa. Chúng ta sẽ có được cái level tier sau khi đập bể trái banh vừa rồi. Hay ho. Rồi bây giờ thì các bạn có thể sử dụng cái Stone Sword Key để mở cái này ra. Trong đây sẽ là đồ gì nhỉ? Mình không nhớ trong đây nó sẽ cho mình đồ gì đặc biệt. Nhưng mà vào sắm được. Ở đây thì kiểu gì mình cũng đứng ngoài phải không? Thử Terra Magica như thế này. Hồi mana. Và cho nó một cái Great Bow như thế này ha. Xém đủ. Cái đó được. Cái đó đi theo được luôn kìa. Không đùa. Rồi, thử lại. Mình sẽ khoan từ từ, nếu mà mình có thể lại gần. Mình có thể lại gần thiệt luôn nè. Không đùa. Hô. Và cái rương mà tụi này đang canh sẽ là gì đây? Night Maiden và Sorceress Puppets cũng hay. Mấy cái phép triệu hồi này, quên, cái này gọi là tính, mấy cái này tính là Ash of War mà phải không nhỉ? No, chắc không quan trọng gì mấy. Và ở sau này không còn gì, cũng giống như là cũng không dẫn đến khu vực nào, cho nên chúng ta sẽ bỏ qua ha. Đây chính là cái màn sương màu nãy đứng ở dưới phía dưới các bạn thấy. Rồi tiếp tục.
Bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn đi ngược lại cái đường mà trái banh hồi nãy nó lăn xuống để và thứ nhất là khám phá cái nhà ở dưới trước đã. Rồi. Ở trong đây nếu mà các bạn nhìn lên phía trên chúng ta sẽ gặp thêm được một trái banh nữa. Điểm đặc biệt và phần nào đấy là thuận tiện cho chúng ta ở trong lần này là bởi vì cái này quá bự cho nên nó không thể nào lăn khỏi cái cửa này được. Và nếu mà như vậy thì easy level đến bây giờ thì mình gom được một chục, chúng ta chắc được một chục hay sao đấy, nhưng mà mình không sử dụng cái nào hiu ít nhất là đến bây giờ thì chưa. Rồi dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ có được Great Ghost Glove Ward. À, thì nếu mà bạn nào không chơi theo kiểu ăn gian mà lấy hết mấy cái đồ xịn thì hình như là đến thời điểm này các bạn cũng có đủ Ghost Glove Ward để nâng cấp mấy cái phép triệu hồi xịn sò, phải không? Đoán là như thế. Ra như sao thì tiếp tục thôi, đi lên phía trên. Lấy cái này. Ở đây giờ chúng ta sẽ khám phá cái nhà này trước. Rồi, ở đây không, hình như là mình nhắm được từ đây mà không nhỉ? Mình không biết là ở đây thì mình có thể bắn trúng được nó hay không. Ồ, nhưng mà nó lăn. Ủa, không phải nó lăn xuống à? Có đứa nào nó mới rớt xuống gì? Rồi, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Và đợi cho nó tới gần. Thì chúng ta sẽ làm như thế này. Thêm một cái level tier nữa. Nice. Rồi, khi mà đến gần thì cái này mình có thể dùng lửa được không? Ồ, cái lửa có thể hạ gục được tụi này trong một lượt luôn. Hay dữ trời. Lấy cái này. Và mở cái rương mà cái trái banh đấy đang canh ra. Somberstone 7. Mình sẽ xem coi cái khu ở bên phải của cái cửa này có gì đặc biệt hay không. Quên, nếu mà nhìn từ ngoài vào sẽ là bên phải. Nếu mà không thì chắc là chúng ta sẽ đi về cái hướng được mở ra khi nãy ha. Giờ cái này không mở được. Mình nghĩ đấy là tất cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại căn phòng lớn khi nãy và đi về phía bên trái. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có thể úp mình cứ thấy cái gì nó hiện. Rồi ok. Úp. Chúng ta có được Somberstone 6. Tại sao đến giờ mình vẫn còn được nhận mấy cục cấp 6 ta? Oh wow. Rồi bây giờ thì ở trong kia hai đứa này sẽ biến hình, hai thằng thủy ngân này có thể biến hình được, cho nên nếu mà được thì các bạn có thể nhắm tụi nó và bắn chết từ xa như thế này. Rồi, xịn ha. Thêm cái nữa. Và sau khi hang này chết rồi thì thằng này cũng không phải là quá mạnh. Oh my goodness. Nó chỉ né được một lần thôi, tụi này chỉ né được một lần thôi à. Gà. Pốc 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 pốc. Rồi như sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ được Golden Rune. Cái này là không phải 100% rớt mà phải không? Và món đồ mà tụi nó đang canh giữ sẽ là Moon of Noxtella. Và đấy là tất cả chứ nhà mình sẽ ra ngoài xem cái khu mình cứ quên nhìn ở bên ngoài hoài. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Ở bên đây sẽ có thêm một khu nhỏ. Nope, 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 không có gì hết. Ra như vậy thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục đi qua cái khe ở phía bên trái này. Đúng rồi, khe này.
Rồi ở đây thì men theo đường này các bạn có thể đến được một cái thang máy à, phải không? Yes Và ra ngoài thì chúng ta sẽ có được cái Golden Seed mà mình cần cuối cùng để nâng cấp cao nhất cái bình sạc của mình. Bây giờ thì mình đang có 5 cái trong túi rồi. Và nếu mà chúng ta tiếp tục đi qua bên đây, bỏ qua tùy kiến này ha, các bạn sẽ tiếp tục đi qua phía bên trái này, rồi xuống dưới đây để lấy thêm được một cái Stone Sword Key nữa. Nice. Rồi xem như là chúng ta đã khám phá hết nguyên mớ này rồi. Và bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn đi về chỗ này để khám phá cái phần nhỏ còn lại đây ha. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cái Site of Grace này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi về phía này. Cái đám này, một cái này chắc là đủ không ta? Ồ, thật ra là mình, bởi vì tụi này kiểu gì cũng sẽ sợ lửa mà phải không? Vô con kiến thì sợ lửa, mình không biết con ghen thì như thế nào. Nhưng mà tôi kệ, cứ đánh như này vậy. Nếu mà chúng ta, ồ cái này sẽ bị dính cục đá. Ồ cái đấy không bị dính cục đá. Nhưng mà, úp. Rồi, ok. Ồ, con kiến này vẫn còn sống. Yo. Nguy hiểm quá. Man. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì sau khi giết xong được con đấy, các bạn có thể rảnh rang để chạy sang bên đây và lấy cái Cloakward ở phía xa. Mình sẽ cần có phương pháp nào đấy hiệu quả hơn để giết mấy con này. No, well. Sao được. Dù sao thì tiếp theo các bạn sẽ mang theo cái đường phía bên phải như thế này để đến được một khu đổ nát. Và ở trong đây sẽ có một con đang đứng đợi các bạn như thế này. Nếu mà các bạn có thể đến gần thì chúng ta sẽ cho nó một cái Hyper Beam cộng với cái sát thương AoE mà mình có thể gây ra được lúc đầu luôn. Yes sir. Ồ, còn một con ở phía xa nữa kìa. Nếu mà nó không chịu tới gần mình đủ nhanh, nó vẫn không chịu. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ có được thêm mấy thứ rác rưởi này. Và sau đấy, hai đứa này thậm chí không rớt gì luôn. Oh, well. Mang tiếp theo cái mé bên phải ha. Và một hồi thì các bạn... đằng sau kia có cái xác gì kìa. Đồ rác, tại sao nó lại có cái đồ rác ở đây ta? May anh. Ồ oh, well. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở về khu vực rộng lớn ở phía ngoài và tiếp tục. Ở đây, ủa bên kia là cái bông hoa gì mà phải không? Thêm một cái Cloakward. Oh my god. Ok. Cái đó chỉ giết được mỗi con kiến à. À. Nó vẫn còn sống. Thoi thóp. Ra như vậy thì một cái Hyper Beam có thể đủ để giết được mấy con này. Còn con kiến thì lại là một chuyện khác. Tại sao hồi nãy mình lại để bắn trúng con kiến thôi? Cái chiêu đấy không phải là quẹt trúng cả hai đứa được à. Yeah. Ở trong này có đồ màu tím. Ừ. Celestial Dew. Rồi tiếp tục. Đây có thêm. Cái đường này sẽ không dẫn đi đâu hết à, nhưng mà đồng thời thì ở trong đây các bạn có thể giết thêm mấy con ốc sên hoặc là rắn này. Nó rớt gì nè. Và ở cuối thì chúng ta sẽ có được Spring Stone 6. Ui, ui, ui. Ui. Ồ, thật ra còn thêm hai con nữa. Mày em không thấy. Rồi. Ở đây sẽ có thêm. Nó sẽ phát nổ. Rồi, ở kia có một con. Ở trên đây có một con kiến.
Mình thật sự không muốn phí thời gian như tụi này. Rồi. Mình cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng khéo. What? Cái con trên đây nó bắn mình được. Tại sao mà để. Con đó. Trâu quá vậy. Bây giờ sao ta, ở ngoài kia có cái Glow Ward, mình nghĩ là mình sẽ sử dụng, mình sẽ đứng từ xa như thế này. Sau đấy thì chúng ta cũng sẽ cùng bắn vào cái con kiến. Mình không thể bắn trúng con kiến đấy được. Đợi xíu. Nếu mà mình bắn từ xa tụi này thì dần dần tí nữa tụi nó cũng sẽ. Yeah. Wait, what? Nó lan, qua con kiến luôn. Yo! Thật là khủng khiếp. Oh my god. Hold on a second. Ý, hết mana từ từ. Đợi xíu, ok. Mình sẽ bắn mấy con. Ở như thế này thì tụi nó sẽ lan cái điện lúc mà tụi nó chết và giết luôn mấy con kia. Yeah. Xịn. Úp, nhưng mà này không được. Chừng đấy là chưa đủ. Giỡn tao hả? Nó không né cái này, ok. Rồi. Chắc là mình sẽ lấy đồ thôi, đánh tụi này phiền quá sức. Để mà được một cái Golden Rune ở đây, thêm đồ dớ dẫn ở đây, thêm một cái Glove Ward ở đây, và ở phía sau sẽ còn có thêm một cái Glove Ward nữa. Mình không nghĩ rằng chúng ta nên đi thêm phía sau. Tức quá ta, mình sẽ xem tí xíu thôi, mình sẽ xem tí xíu thôi để đảm bảo rằng mình không bỏ qua cái gì. Nhìn sao không có gì, thôi bỏ qua hết. Trong đây còn gì nữa không? Rồi, không có gì trong đây luôn. Có. Rồi, rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng vòng ra ngoài và lên cái cầu thang lớn theo cái bờ tường này nè. Để tiếp tục. Nope. Ở phía dưới là cái chỗ mà mình và các bạn cũng đã đánh bại con Dragon King Soldier gì 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 đấy mà bữa trước. Sau đó mình có ức chế và ra được cái video ném đá. Dù sao thì bỏ qua tụi này hết không? Và chúng ta cũng sẽ lên trên cầu thang này. Rồi. Ngu dốt. Rồi giờ sao thì ở đây chúng ta sẽ có thêm được một cái rương nữa. Ghost Glove chính. Nice. Rồi bây giờ thì đi đâu nữa ta? Đi xuống phía dưới nữa. Đợi xíu. Chúng ta sẽ cần đi xuống chỗ này và nếu mà như vậy thì mình sẽ đi dọc theo cái dòng sông này để xuống dưới đây. Có vẻ hợp lý, well, không biết là có hợp lý không, để thử. Rồi, mang theo cái dòng này thì sẽ đến. Ở đây có mấy. Ở đây có quá nhiều kiến. Và con kiến này nó thấy mình luôn rồi. Hold on a second. Nó có thấy mình thiệt không vậy? Nó không thấy mình. Ok. Chúng ta sẽ bỏ qua hết và chạy vào trong nhà này. Bên kia không biết có đồ không nhưng mà nhìn sao không thấy gì hết cho nên chúng ta sẽ bỏ qua. Nếu mà mình không nhớ rằng ở đấy có gì thì nghĩa là mấy món đồ đấy không đủ quan trọng để mình nhớ. Hiu, hoặc là trí nhớ mình kém, một trong hai.
Và theo như những gì mà mình quan sát trong những video mà mình đã quay trên kênh của mình về Elden Ring thì trí nhớ của mình cũng không hẳn là tốt lắm. Đó, nhưng mà dù sao thì sau khi mà các bạn sử dụng được cái thang máy này, chúng ta sẽ đến được một cái set of grace khác. Mình sẽ ngồi nghỉ đây bởi vì tại sao không? Mình có đủ điểm để nâng cấp mà phải không? Yes sir. Mình còn thiếu tới 23.000 lần, ok. Nhưng mà cùng với đấy thì chúng ta cũng có thể nâng cấp cái bình hồi máu và hồi mana của mình lên cấp cao nhất. Và mình sẽ để 77 đi ha, 77 có vẻ hợp lý. Ok. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng nói chuyện với con búp bê luôn. Và nó sẽ nói là mình nên đi xuống phía dưới để gặp một con Baleful Shadow. Nhìn rất là giống Blight. các kiểu. Right, ok. Chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục. Rồi, trước khi các bạn đi về hướng kia để gặp con Baleful Shadow đấy thì các bạn nên quay trở lại phía sau để lấy được một cái Glove Ward. Glove Ward chính luôn, không đùa. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào một cái khu vực có tương đối nhiều Basilisk, nên nếu mà được, ủa mình chưa bỏ cái Golden Order Seal vào. Ok, nếu mà được thì các bạn nên trang bị cái Beast Repellent Torch như thế này để chúng ta có một khoảng thời gian dễ dàng hơn tí à. Cũng không phải là mình sẽ cần giết tụi nó, nhưng mà để như thế này thì dễ lùm đồ hơn. Right, ok. Ủa mình chưa lấy cái đấy nữa. Ồ, và mình sẽ chết bây giờ luôn. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Nguy hiểm quá. Rồi, đến đây thì an toàn rồi, chúng ta có thể bỏ cái Beast Repelling Torch ra được. Và bây giờ thì mình cũng sẽ cùng các bạn chuẩn bị với việc đối phó với Baleful Shadow ngay trước mặt luôn kìa. The two fingers that Rani the Witch cometh. Rend thy flesh with a fateful wound. Này có vẻ dễ, này có vẻ nhẹ. Không đùa. Và đấy là tất cả cho Baleful Shadow. Whee! Chúng ta sẽ có discarded palace place. Palace Key chứ hả? Yes. Và cùng với đấy là mình cũng sẽ cùng các bạn vào được cái thang máy này để đến được cái site upgrade tiếp theo là ở Lake of Grot. Lake of Grot, yeah, đúng rồi, Lake of Grot. Và mình đoán là mình cũng có thể tranh thủ lúc này để xài mấy cái rune này. Yes. Yes. Right, nhưng mà dù sao thì với việc đánh bại được Baleful Shadow thì mình nghĩ đây cũng sẽ là tất cả cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã xem. Wow, thật ra là nâng cấp nhanh một tí xíu luôn hả? À. 56 ở đây, yes sir. Right, nhưng mà như nãy mình nói, đây cũng sẽ là kết thúc cho video này. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì, cứ để cho mình biết ở phần bình luận ở dưới, mình sẽ nói. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục sau một lần nữa luôn. Xin chào.